Ngồi ôm thúng vàng. Chà, chưa gì mà đã nắng thế này rồi. Phải lên trên kia ngồi nghỉ một lát đã nào. Giá mà ta được sinh ra trong gia đình khá giả thì đã đâu đến nỗi vất vả như thế này. Chàng trai. Ông là ai? Ta là thần cai quản chốn này. Ta nghe thấy tiếng thở dài quanh đây. Ta có thể giúp gì được cho cậu không? Thật vậy sao? Tình cụ hãy giúp cho con có cuộc sống sung sướng, vui vẻ hơn có được không? Thế cậu muốn gì? Dạ, con muốn có nhiều tiền bạc, có địa vị cao sang và có người vợ xinh đẹp như tiên giáng trần thưa cụ. Được, nhưng nếu có được những điều đó, cậu vẫn không vui thì sao? Sao lại không vui ạ? Chắc chắn con sẽ vui thưa cụ. Thôi được, ta sẽ cho cậu toại nguyện. Cảm ơn cụ ạ. Điều ước thứ nhất. Đúng là người này. Dạ, ngài chính là anh em sinh đôi mà Đức Vua thất lạc đã từ lâu nay. Xin hãy theo chúng tôi về kinh thành để sống cùng vương thất ạ. Mấy ngày rồi ta không được ra đến ngoài kia tận hưởng ánh sáng chan hòa. Sao ta thấy chân tay mình buồn bực thế này cơ chứ? Dạ thưa tướng quân, đã sống trong cung điện, muốn ra ngoài phải có lệnh của nhà vua. Như thế này thì còn gì là tự do cơ chứ? Điều ước thứ hai. Như vậy là ta đã giàu to rồi, có mà tiêu cả đời này cũng không thể hết chừng này tiền. Thưa ông đi nghỉ đi ạ. À? Không, cần chi ngủ cơ chứ? Có đống bạc lớn thế này thì ta có thức hoài cũng không thấy mệt đâu. Dạ, như vậy là cả tuần nay ông không hề chợp mắt, chỉ ngồi ôm thúng bạc này thôi ạ. À? Ta không sao, chỉ cần nhìn đống tiền vàng này ta đã vui rồi. Ông hãy xem lại ông đi ạ. Trời, là ta đây sao? Có nhiều vàng mà trong ta lại tiều tụy nhếch nhác thế này, ra phố mọi người sẽ cười cợt ta cho xem. Tiền bạc lại làm ta thành ra như thế này sao? Điều ước thứ ba. Chàng thấy thiếp và liễu thì thứ gì đẹp hơn? Đương nhiên là nàng đẹp hơn rồi. Thiếu gia, phụ thân của người đang lâm bệnh nặng, rất muốn được gặp người. Trời, được, ta đến ngay đây. Không, chàng nhất định phải ở lại đây với em. Chàng mà đi thì em buồn chết. Nhưng cha ta đang bệnh nặng, ta không thể bất hiếu với người được. Chàng, vậy chàng không cần em nữa ư? Nếu chàng đi, coi như tình nghĩa của chúng ta chấm hết. Chàng trai, ta đã cho cậu quyền lực, tiền bạc và cả ái tình như cậu muốn, cớ sao cậu vẫn cứ thở dài? Thưa cụ, con nghĩ lại rồi ạ. Cậu đã thay đổi quyết định rồi ư? Dạ vâng, con thà làm người nông dân cày cuốc mà được thung dung giữa thiên nhiên đất trời, được làm mình còn hơn là làm nô lệ cho tiền bạc, địa vị, ái tình. Thưa cụ, hãy nhớ rằng không có gì là không phải trả giá. Hãy tự mình tìm kiếm những điều đó bằng chính đôi tay, sức lực của bản thân. Cậu sẽ không bao giờ mất tự do. Hóa ra là một giấc mơ. Hay, đi làm tiếp thôi. An hay nguy? Nhìn kìa, người có chữ nghĩa lại có chất sắc, mới sướng làm sao. Phải đấy, một bước lên ngựa, hai bước xuống xe, lại còn lọng che, còn ai sướng bằng. Uy quá, chuyện người ta là quan cơ mà. Ô, ai như người quen? Ô, ai như bạn công huynh? Ô,
Thì ra là đệ đấy ư? Đúng là tôi không nhận ra. Đệ dạo này cũng khác quá. Huynh quá khen. Xưa này huynh vốn học hành giỏi giang, lại thông minh có tiếng, sao giờ lại đi làm ruộng thế này? Mà kia là vợ con huynh đấy ư? Phải, là vợ con tôi đấy. Bàn công huynh, sao phải suốt ngày khổ công cày cuốc mà không chịu ra kiếm chút quan lộc? Sau này lấy gì mà để lại cho con cháu? Nhìn huynh mà tôi thấy ái ngại quá. Có sao đâu, tôi thấy vẫn ổn mà. Sao lại ổn được? Bàn công huynh, tôi có người quen có thể giúp đỡ lo lót cho huynh được. Chí ít cũng phải làm được cái chức tuần đốc. Chỉ cần bỏ ra ít tiền, tôi sẽ giúp đỡ huynh. Huynh thấy sao? Huynh không tin tôi sao? Tôi đã nói giúp là có thể giúp được mà. Đương nhiên tôi biết đệ có thể giúp. Nhưng tôi đã từng từ quan về quê, chả nhẽ giờ lại đi lo lót chạy chọt vào chốn quan trường ư? Chuyện này chỉ có tôi biết, huynh biết, ngoài ra chẳng ai biết. Bao năm về quê, huynh đã thấy cuộc sống chốn ruộng đồng này là cực hình rồi đúng không? Cực hình ư? Đệ nhầm rồi. Tôi thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Vui vẻ, hạnh phúc? Huynh đùa đệ đấy à? Hay huynh không tin rằng đệ có thể giúp huynh? Đệ đã nói rồi, chỉ cần lo lót chạy chọt, có ít tiền, đệ sẽ giúp huynh toại nguyện. Không phải tôi không tin, nhưng đang yên đang lành, tội gì tôi phải làm cái việc hại mình, hại con, hại cháu ấy chứ? Hại ư? Hại là hại thế nào? Sao huynh lại nói thế chứ? Huynh thử nhìn tôi đi, sống trong lụa là gấm vóc, một bước lên ngựa, hai bước xuống xe. Thế gian kẻ kính người chào, còn huynh thì sao? Suốt ngày đầu tắt mặt tối, huynh không thương mình cũng phải biết thương con cháu chứ. Đối với tôi, làm quan thì phải liêm chính, còn như đệ nói, tôi thấy nhiều nguy hại lắm. Ngược lại, lao động ắt đem lại an vui. Khốn thay, nhiều người lại cứ muốn giành lấy cái nguy cho mình, cho con cháu, mà không lường trước được hậu họa của nó. Còn tôi đây chỉ muốn chọn lấy cái an, cái phúc để cho con cháu mà thôi. Ấy mới là cái lâu bền, đáng quý, đáng trân trọng. Công chúa ếch. Các con thân yêu của ta, ta muốn các con hãy lấy vợ. Các con tới chỗ cánh đồng bắn một mũi tên. Mũi tên rơi đúng nơi nào thì số phận các con sẽ ở chỗ đó. Dạ vâng, thưa phụ hoàng. Nghe lời vua cha, ba hoàng tử cùng nhau mỗi người bắn một phát tên. Mũi tên của hoàng tử cả rơi vào sân nhà của một vị công tước. Mũi tên của hoàng tử thứ hai lại rơi vào sân nhà của một thương gia giàu có. Chỉ còn lại một mũi tên của hoàng tử Úc, Ivan. Mũi tên của mình rơi ở đâu được nhỉ? Ếch ơi, ếch hãy trả cho ta mũi tên của ta nhé. Chàng hãy lấy thiếp làm vợ đi. Hả? Ếch biết nói ư? Nhưng làm sao ta có thể lấy ếch làm vợ được? Hãy tin lời thiếp, vì đó là số phận của chàng mà. Nhà vua liền tổ chức ba lễ thành hôn cho ba vị hoàng tử. Hoàng tử cả cưới cô con gái con vị công tước. Hoàng tử thứ hai cưới cô con gái của thương gia. Còn hoàng tử Ivan tội nghiệp thì vua cho cưới ếch làm vợ. Hôm nay ta muốn xem những người vợ của các con, ai là người khéo léo nhất. Mỗi người sẽ may cho ta một chiếc áo và phải mang đến đây vào ngày mai. Chàng có chuyện gì không vui sao? Hãy nói tiếp nghe đi. Phụ hoàng ra lệnh cho ếch phải may cho người một chiếc áo. Ngày mai phải xong, mà nàng thì làm sao có thể... Hoàng tử Ivan à, xin chàng chớ có buồn lòng. Hoàng tử cứ đi ngủ đi. Chàng sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi tỉnh dậy. Các em hầu gái của ta đâu cả rồi? Hãy nhanh chân nhanh tay sửa soạn nào. Trong đêm nay,
các em hãy may xong cho ta một chiếc áo đẹp như cái áo phụ hoàng ta đang mặc nhé. Một chiếc áo? Là vợ ta đã may nó sao? Ta phải mau chóng mang lên dân phụ hoàng. Đây chính là một chiếc áo mà ta mong muốn. Đường nét, hoa văn tinh tế mà sang trọng. Ta có thể mặc nó vào những dịp quan trọng. Cái con ếch vợ Ivan không phải tầm thường đâu. Nó chính là một mụ phù thủy đấy. Làm sao ếch có thể may được áo cơ chứ? Lần này các con về báo với các công nương của các con làm bánh dâng lên ta sáng ngày mai. Ta muốn xem ai là người làm bếp giỏi nhất. Ếch ơi, phụ hoàng yêu cầu nàng phải làm một cái bánh sáng mai dâng lên cho phụ hoàng. Hoàng tử, xin chàng chớ có buồn. Hoàng tử cứ đi ngủ đi, chàng sẽ thấy tốt hơn sau khi ngủ dậy. Các em hầu gái của ta đâu cả nào? Nhanh chân nhanh tay lên, chuẩn bị sẵn sàng cả đi. Các em hãy làm một cái bánh trắng thật ngon trong đêm nay nhé. Đây mới thật là cái bánh dùng để ăn trong những ngày lễ Tết. Vợ của con chính là người làm bếp giỏi nhất. Ngày mai, ta sẽ tổ chức đại tiệc. Các con hãy dắt theo vợ của mình đến cùng tham dự nhé. Chúng con xin vâng ạ. Ếch ơi, phụ hoàng ra lệnh cho ta sáng ngày mai cùng ếch đến tham dự một buổi tiệc. Làm sao ta có thể đem ếch đi chứ? Mọi người sẽ cười chê nàng mất. Hoàng tử chớ có sầu não như thế. Hoàng tử cứ đến dự tiệc trước, thiếp sẽ đến gặp hoàng tử sau. Khi nào chàng nghe thấy một tiếng sấm nổ đinh tai thì xin chàng chớ sợ. Đó chính là lúc thiếp tới. Tại sao hoàng đệ không đưa vợ đến đây nhỉ? Cứ gói quách cô ta vào trong một cái khăn tay rồi mang đến cũng được chứ sao? Cái gì vậy? Xin mọi người chớ có sợ hãi, đó là nàng ếch. Vợ của tôi đang tới đây. Chà, nàng ấy thật xinh đẹp. Nhìn cô ta làm gì kìa? Tại sao lại đổ rượu vào tay áo chứ? Chúng ta hãy làm theo cô ta, chắc chắn sẽ có điều gì đó đặc biệt. Chà, kỳ diệu thật, tuyệt đẹp. Đó là lý do nàng ta đổ rượu vào tay áo. Chúng ta cũng làm vậy đi, các quan khách cũng sẽ ngưỡng mộ chúng ta. Các ngươi làm gì thế này? Muốn phá bữa tiệc sao? Ra ngoài cho ta. Công chúa của ta, nàng tìm gì vậy? Thiếp đang tìm tấm da ếch mà không thấy đâu cả. Ta thấy nó ở trong vườn và ta đã đốt nó đi rồi. Chàng nói sao? Chàng đã đốt nó rồi. Đúng vậy, nếu không có tấm da ếch thì nàng sẽ không thể biến trở lại thành ếch. Ta muốn nàng mãi như thế này ở bên ta. Sẽ mãi là người vợ xinh đẹp và tài giỏi của ta. Vì thế ta đã đốt nó. Hoàng tử đã làm một việc tai hại quá. Giá như chàng chờ đợi trong 3 ngày nữa thôi thì chắc hẳn thiếp đã thuộc về chàng mãi mãi. Nhưng giờ đây lời nguyện của thiếp không thể được giải. Nếu thiếu tấm da ếch đó, thiếp phải nói lời từ biệt với hoàng tử thôi. Kìa nàng, đừng bỏ ta. Nếu chàng muốn tìm thiếp, chàng sẽ phải vượt qua rất nhiều biển cả, rất nhiều đường đất để tới được xứ sở của quỷ Kastje. Chỉ vì sự vội vã của mình mà hoàng tử Ivan đã đánh mất đi người vợ. Chàng vô cùng đau khổ vì sai lầm của mình. Chàng quyết định vượt rừng rậm, biển sâu để tìm cho được người vợ yêu dấu. Cuối cùng, nhờ sự kiên trì và dũng cảm của hoàng tử Ivan, chàng đã tìm thấy người vợ yêu quý của chàng. Cả hai cùng chung sống hạnh phúc đến cuối đời. Các bạn của tôi ơi, tôi vừa đi dạo một vòng trên bầu trời về. Tôi thấy có một vườn cà rốt ở phía đằng đông kia kìa. Các bạn mau lại đó lấy cà rốt đi. Cảm ơn bạn bồ câu nhiều lắm. Chúc bạn một ngày tốt lành. Chúng tôi sẽ nghe theo bạn đi đến khu vườn cà rốt đây. Thỏ xám ơi,
khu vườn đây rồi. Tớ sẽ ăn hết vỏ cà rốt này. Tớ đói lắm, đói lắm rồi. Ấy ấy, thỏ xám ơi, bạn đừng ăn phí phạm như vậy. Chúng ta nên ăn từng củ cà rốt một thôi. Những củ còn lại mình phải để dành cho những hôm sau nữa chứ. Lo gì, cả vườn cà rốt ăn sao cho hết. Hôm nay cứ ăn no đã, mai tính tiếp. Bạn thật là ngang bướng, không biết để dành thức ăn gì cả. Kệ tớ, không cần bạn phải lo. Tớ no rồi, tớ đi chơi đây. Chỗ cà rốt này mình sẽ cất đi để dành cho bữa tối và cả ngày mai nữa. Trời mưa thế này làm sao đi lấy cà rốt về ăn đây? Mình nghe lời thỏ trắng, tiết kiệm thức ăn để dành cho những lúc mưa giông thế này. Thỏ trắng là người biết lo xa, chắc sẽ để dành thức ăn cho những lúc mưa gió thế này. Mình chạy sang nhà thỏ trắng xin thức ăn biết đâu lại có. Là cậu ư? Chào thỏ xám. Trong lúc mưa bão này bạn đến nhà tớ có việc gì đấy? Tớ đến đây để mang cho bạn một món quà. Thế bạn đang định đi đâu vào lúc mưa giông thế này? Tớ cậu thấy đấy, tớ đói quá. Nếu như cà rốt. Mình biết bạn ham chơi, với lại không biết lo xa, chắc trong nhà không có đồ ăn dự trữ, nên mình qua mang cho bạn vài củ cà rốt. Mình cũng đang định qua nhà bạn để xin đồ ăn, không ngờ bạn lại mang thức ăn sang cho mình. Mình cảm ơn bạn nhiều. Mình sẽ học tập bạn, phải biết lo xa và biết tích lũy đồ ăn. Sẽ không bao giờ ăn uống phung phí như sáng nay nữa đâu. Đùa con thông minh. Trên đời này đã thuộc về ta. Đây là một quyển sách quý con trai à. Tất cả những gì tinh túy nhất của trí tuệ, những bài học, những cách xử lý giúp ta vượt qua những trở ngại khác nhau, bà đã ghi chép tất cả vào đây rồi. Bài học với cách xử lý gì ạ? Có quyển sách này là việc gì cũng làm được hả ba? Đúng vậy, bà đã phải cất công đi nhiều nơi thu lượm những kinh nghiệm, những bài học. Ví dụ như cách đi qua lửa, băng qua nước, rồi làm thế nào để chịu được giá rét, còn nhiều nhiều thứ khác nữa. Ôi, hay vậy sao? Ba dạy cho con đi. Bây giờ chưa đến lúc, để khi con lớn hơn chút nữa ba sẽ dạy con. Tất cả đã ở trong này hết rồi, quyển sách quý này phải cất nó thật kỹ mới được. Vậy, ba định cất nó ở đâu ạ? Thông thường thì người ta hay chôn cất những thứ quý giá. Còn ta, ta sẽ đem giấu ở trên cây. Như vậy thì sẽ chẳng có ai ngờ tới. Ồ, ý tưởng hay đó ba. Ơi, ba có sao không ạ? Ôi da, ba không sao. Không thể dùng hai tay bê chiếc hộp rồi trèo lên cây được. Ta dùng một tay bê chiếc hộp vậy. La 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 la.
nữa là được. Thế mà ba có sao không? Không sao. Mình đã thu lượm bao nhiêu kiến thức trên đời, vậy mà không đưa được cái hộp lên cây sao? Mà sao không có cách nào giải cất cái hộp lên cây chứ? Ba ơi, con lên được rồi nè. Đơn giản vậy sao con trai? Chỉ cần buộc cái hộp sau lưng hả? Thật là trí tuệ gom bao nhiêu cho đủ. Mỗi người còn phải tự mài dũa phát huy. Khá lắm con trai. Để ba lượm kiến thức này vào chiếc hộp mới nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.